Chào tất cả các bạn, mình là Linh Pâu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Review. Nếu các bạn đã từng đi một chiếc máy bay dân sự thì chắc hẳn đã trải qua những cái hướng dẫn về quy trình đảm bảo an toàn trên chuyến bay rồi, phải không nào? Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều các bạn nhận ra rằng trên chiếc Boeing hay chiếc Airbus mà chúng ta đang đi vẫn thiếu một thiết bị rất quan trọng mà có thể đảm bảo tính mạng của chúng ta mỗi khi mà gặp tai nạn, đó chính là dù thoát hiểm. Vậy vì sao các hãng hàng không lại không trang bị thêm thiết bị này cho chúng ta? Và có rất nhiều các bạn cũng đang chung thắc mắc với mình, bởi vì thời điểm hiện tại đang có rất nhiều những vụ tai nạn máy bay diễn ra. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng Linh Bô tìm hiểu nhé! Trước khi giải thích cho câu hỏi tại sao máy bay dân sự không được trang bị dù thoát hiểm thì chúng ta sẽ nói về máy bay quân sự nhé. Và ở máy bay quân sự thì luôn luôn được trang bị dù thoát hiểm. Những chiếc máy bay chiến đấu này thường chứa một hoặc hai người lái. Trong trường hợp máy bay có nguy cơ bị bắn hạ thì máy bay cần phải cho phi công rời khỏi máy bay một cách an toàn nhất và nhanh nhất. Thông thường, giá trị của một phi công bao gồm chi phí đào tạo và cả các cơ hội nghề nghiệp có thể tính đến 10 triệu USD. Quy đổi ra tiền Việt là khoảng 230 tỷ. Đó là lý do vì sao dù thoát hiểm thường được trang bị kèm với những chiếc ghế ngồi đặc biệt trên những loại máy bay này. Vậy thì tại sao máy bay dân dụng lại không được trang bị dù thoát hiểm? Chúng ta hãy đến với lý do thứ nhất nhé. Các loại máy bay chở khách bay theo chế độ vận tải, theo một lộ trình có kiểm soát. Do đó, việc lắp ghế kèm dù cho từng hành khách để họ có thể thoát hiểm ra ngoài trong trường hợp khẩn cấp không phải là biện pháp tối ưu. Mỗi chiếc ghế phải phù hợp với trọng lượng của một vị khách cụ thể thì mới mở được hệ thống thoát hiểm. Chưa kể đến những thao tác tiếp đến phải thực hiện một cách thành thạo. Đây không phải là một việc đơn giản khi con người rơi vào tình huống nguy hiểm. Chúng ta sẽ phải trải qua một diễn biến tâm lý cực kỳ phức tạp. Kể cả đối với những phi công lái máy bay chiến đấu thì cũng phải tập luyện rất công phu để có thể đối phó với những tình huống này một cách khoa học nhất. Lý do thứ hai mà máy bay thương mại không được trang bị dù thoát hiểm đó chính là mặc dù thoát hiểm là một cách rất tốt và hiệu quả mỗi khi chúng ta gặp tai nạn, tuy nhiên thì người sử dụng phải trải qua một khóa học đào tạo nghiêm ngặt để có thể sử dụng nó. Và các hành khách sẽ khó có thể tiếp thu được cách vận hành của chiếc dù thoát hiểm một cách suôn sẻ khi chỉ trông chờ vào thời điểm tiếp viên hàng không hướng dẫn quy trình đảm bảo an toàn cho chuyến bay. Nếu máy bay chở khách chuẩn bị dù cho hành khách chỉ cần có một chút sự cố máy móc nhỏ hay những rung động nhỏ trên máy bay thì e rằng sẽ có một số hành khách không hiểu đòi nhảy xuống ngay. Tình huống này sẽ có thể khiến các hành khách khác hoảng loạn và gây trở ngại với phi hành đoàn cũng như là ảnh hưởng đến an toàn của chuyến bay. Lý do thứ ba đó chính là tốc độ khi bay của máy bay. Máy bay khi đang hoạt động trên không thường ở mức cao, rơi khoảng từ 800 đến 900 km/h. Nếu tiến hành công đoạn nhảy dù, người nhảy sẽ bị hút vào máy bay, giống như việc chúng ta đứng quá gần đường dây tàu hỏa chạy, và nạn nhân sẽ bị chấn thương rất nặng, thậm chí là tử vong. Đối với những người chưa được huấn luyện thì việc nhảy dù rất nguy hiểm. Vội vàng nhảy dù trong tình huống không hiểu rõ độ cao, tốc độ cũng như không hiểu được địa hình phía dưới thì thương vong, tử vong với số lượng lớn là điều khó tránh khỏi. Đồng thời với mục đích làm cho hành khách cảm thấy thoải mái hơn, máy bay luôn duy trì áp suất khí quyển giống với mặt đất. Nếu tiến hành việc mở cửa để các hành khách nhảy dù khỏi máy bay thì họ có thể sẽ bị hút khỏi máy bay ngay trước khi kịp phản ứng, do áp suất khí bên trong máy bay sẽ lớn hơn áp suất khí quyển của bầu trời bên ngoài máy bay. Lý do thứ tư, những chiếc máy bay vận tải thương mại luôn bay ở độ cao khoảng 10.000 mét. Nếu muốn thực hiện việc nhảy dù thì mỗi hành khách phải được trang bị một bộ đồ nhảy dù chuyên dụng của quân đội theo tiêu chuẩn, và một bộ như vậy thì thường khá nặng, tối thiểu 10 kg và đắt. Giá trung bình khoảng một bộ đầy đủ là 50 đến 60.000 USD. Việc mặc bộ đồ cũng hết sức khó khăn. Qua 4 lý do kể trên thì ý tưởng trang bị dù thoát hiểm cho máy bay thương mại bao gồm khoảng 200 hành khách sẽ độn giá thành sản xuất lên rất cao và chưa chắc đã đảm bảo độ an toàn tuyệt đối so với các quy trình của các hãng hàng không hiện nay. Tuy nhiên, các bạn đừng quá lo lắng, bởi trước khi một chiếc máy bay thương mại được đưa vào hoạt động với nhiệm vụ là vận chuyển hành khách thì nó đã phải trải qua một thời gian thử nghiệm cũng như là kiểm tra rất dài. Trung bình thì mỗi chiếc máy bay trước khi được đưa vào hoạt động sẽ phải bay thử khoảng 1.000 chuyến. Theo các chuyên gia thì xác suất an toàn của vận tải hàng không sẽ gấp 10 lần so với vận tải đường bộ. Vì vậy, việc rơi máy bay chỉ là hy hữu. Vừa rồi, mình vừa chia sẻ với các bạn những lý do tại sao mà một chiếc máy bay dân dụng không được trang bị dù thoát hiểm. Và nếu như các bạn cảm thấy thông tin này hữu ích thì đừng quên hãy để lại một sub cũng như là một like dành cho VN Review nhé. Còn các bạn có những thắc mắc về những vấn đề gì nữa thì hãy để lại phía dưới comment để mình sẽ ra những video tiếp theo giải thích nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn cho những video tiếp theo của VN Review. Bye bye!